Thì ông bên em xin chào bà con nhé. Thì hôm nay đến chỗ công an xã Bình Lương thì anh em có nuôi khoảng gần 30 tổ. Thì em hôm nay kiểm tra lại với coi cái lao cầu bữa hôm trước nó như thế nào, và coi kiểm tra rồi rút những cầu sâu và hướng dẫn cho anh em một chút là cái mà để mà cái đàn ong nó vượt qua được mùa đông này. Thì nhất là em cũng vào coi cái tổ ong này anh em. Anh không lao vào trong à? Lao gì? Cầu đây em dặn là bao giờ nó làm được một phần rưỡi hoặc hai phần là phải lao vào. Còn đây nó làm. Đúng có làm cái gì để lao? Đâu lao em đêm mới để chờ thôi mà anh. Vâng, em để chờ mà. Đây này, đây chính là phải lao vào giữa. Nhưng vì... đang đấy, đây em lao chờ mà bữa hôm em sợ các bác không đấy nên là em phải lao chờ đây này mà nó đã làm đầy vậy này, các bác này đấy, đẹp không? Còn non. Nếu như mà bác mà lao vào giữa là nó đã làm xong rồi này. Quá đẹp. Vì bác mà đây nguồn mật đây vẫn nó còn này, nhưng không thiếu giống như ở kia. Mình đi mà làm cầu ác chiến lên chứ. Bây giờ bác phải lấy ván ngăn này, mật là một căng đét nhá, không cho ăn gì đâu nhá các bác nhá. Riêng ở đây là anh em người ta không biết cho ăn đây. Đây là tướng mới. Các bác coi nè, ong rất là đẹp luôn. Đẹp nhỉ? Đẹp, ong đẹp. Đây không hề cho ăn gì hết mà nó đẹp như thế. Tại vì đây là cầu trong cùng. Đấy, cầu trong cùng cũng đẹp. Nhưng mà nó kháo, nghĩa là nó vẫn có hơi vướng cái lao luôn vào trong nó có đỡ mất công. Có cắn nữa nhỉ? Có cắn như rằng cắn anh. Anh lại cứ mong cho nó cắn em. Chứ ăn nữa thì chỉ là ông cắn, anh cứ đứng gần ông cắn. Ghét anh ý ra. Ghét anh thì nó thấy anh thì nó chích. Đấy các bác nhá, thì là phải lao chờ, thì khi nó làm được khoảng 2 phần là các bác phải cho vào rửa. Thì là con ong nó mới làm cho nó mới nhanh được. Cái này có bằng tôn không? Hả? Cái này có bằng những tôn không? Sao lại biết mất tướng? Cái bỉa được không? Ông được không là mất tướng. Rằng lại đi không biết đường về. Ôi đấy, ui rồi cái tổ này. Tổ này kinh khủng luôn này. Ôi trời. Anh lấy cái chỉ xéo cái này này. Kinh khủng này. Bỉa là được mà. Xéo xéo đi, nó nhai tốt anh ạ. Đây, anh nghĩ anh vừa bị ong táng nhau nha. Bây giờ chuyển chế độ vũ chụp đây. Ong hôm nay nó hơi hỗn, trời hơi mát. Chỗ này ác liệt. Quá đã luôn nha. Làm lưới mèo mọi người nè, bằng hai bàn tay luôn đấy. Tướng là ngọc bọn. Khô bánh tổ hết. Nào cho cá nằm. Cá phùng sống rồi. Có cá không? Cá 8 cân. Cá 8 cân. Sống nó biết gì nữa. Đây này các bác này, ong đẻ rất là đẹp luôn các bác. Đây. Rồi quá phê luôn, con non, phun con non luôn. Nhưng mà không bằng cầu rửa, cầu rửa cầu lao lên nó cái ác liệt. Vâng, đã nhờ. Đẹp kinh khủng. Đây gió nguồn mật. Đẹp nhé các bác nhé. Cầu nó điện đang điện. Anh có nói mà em biết em để đảo luôn cầu. Đảo luôn cầu cho nó. Đẹp thật. Công nhận ong đây đẹp. Có không cho ăn gì đây? Có không cho ăn gì hết. Đây họ biết cho ăn.
nhìn hoa rừng rực đầy. Nhìn hoa rừng anh phải hỗ trợ chứ, ngày hoa rừng anh không hỗ trợ đâu. Không hỗ trợ làm đẹp nữa đó. Xung quanh đây là đồi núi hết mọi người nhé. Đây, còn cái tự nhiên này. Bên đây có mấy cây hoa rẽ đang còn ra quả, ra hoa này. Đấy. Nên là nguồn mật, nguồn phấn lấy là rất chi là nhiều. Chỗ này lại cũng dính tiếp này. Ồ chờ. Cũng chả tách ra này. Em lao đấy vậy mà cũng chả tách ra này. Ý là hắn cầu ong ra chứ em dặn rồi nhé. Thì hắn xây được một thời gian là hắn đầy giống kiểu đầu tiên là chỉ qua một phần là một nửa phần này, sau đến đầy một phần thì mình chuyển ra chẳng hạn nhé. Đấy, anh phải tách ra nhé. Nuôi bẻ cái đó đi cho anh đây. Không tách gì cả. Đây nha các bác nhé. Nuôi ong mà không tách nha. Ui trời. Chị có mua ong không chị ơi? Mua ngọt. Chỉnh cho. Ôi trời, cầu đã xứ. Đây có tướng này, tướng to đùng này. Tướng thấy không? Thấy thấy. Em thì thấy nhưng máy không thấy. Đẹp kinh luôn. Để ấn tên đi. Hay để thế nào? Hả? Có đá. Cái nước có mật đúng không? Đừng ném này, đừng ném. Anh bỏ tiêm nhai. Đang rát họng. Đẹp kia nhờ. Dẫu kia đó đúng không? Đúng không? Ừ. Đẹp nhờ. Đấy, cái trên nó cũng mật. Ông quá đẹp. Mời các bác chuyển sang tổ bên đây nhé. Hả? Ôi, tổ này hơi kiến, kiến. Kiến kinh rồi. Kiến đỏ. Đỏ kiến thì kiến nhưng mà... Không lao cầu này. Thật, các anh này đúng rồi. Đấy, xây hết ở dưới. Phun luôn. Phun luôn. Này, kia nhờ. Hắn đông quân quá mà lại không lao cầu. Lên đây, nó đừng cầu gì. Hả? Làm tràn ra cả nước kìa. Anh vô đây nào. Đấy. Đây các bác thấy nè, ong đẹp kinh khủng đẹp. Vậy. Làm lưới mèo bẻ để cho cá ăn nè. Kiến này nó mà không bỏ đi thì là lạ. Ăn đi. Cái lá kẹo này đi. Ôi chỗ toàn lưới mèo không tiếc này. Thật trời anh ạ. Đã thật nhưng mà tiếc. Tiếc không làm. Ở đây mà lao mấy cầu đẹp nha. Ôi con non này. Ôi, đây được cầu ấy chứ. Đẻ luôn à? Đẻ luôn nhé, làm từng nên đẻ luôn nhé. Anh đừng ném, để cho mua cho năng. Anh để cho mua đó. Tiếc quá anh. Các bác phải kiểm tra để cho vô rồi còn sau còn bỏ nữa chứ. Quá đẹp. Ngon ngon. Không có mật mấy. Mật thì con non được. Ừ chà. Em khoái ăn con non mà.
bổ sung ngay cầu lao. Anh không tách cái da này, anh tách đâu mà. Nhìn tổ ong sướng rồi, tiếc mà lại sót. Các bác. Quá chứ là đã luôn. Quá đẹp thật ha. Ê các bác nha, ong rất là đẹp. Quá đẹp luôn. Cái cầu này chưa tách này các bác, mà nó đã nở được một vòng này. Nó nở được vòng mà. Nở vòng là đương nhiên là phải tầm 21 ngày rồi. Rồi cái cầu trong. Cầu trong chắc là cũng đẹp. Ủa trời. Đảo luôn. Vậy nên cũng phải lao được thêm cầu mấy tổ, tổ nào lao cầu được hết. Tổ nào cũng lao được hết. Chỗ nào cũng thấy lao bốn cầu giống như chủ anh Thắng với đi tao lao bốn cầu đấy. Thì cái ổn là quá đẹp đừng khác này. Đây cũng làm lưới mèo rồi nè anh. Toàn bộ làm lưới mèo hết nhé. Chỗ đây nguồn mật mới tốt phết nhỉ. Tốt. Ừ. Cái đồi cao su đây. Lưới mèo. Đồi cao su rồi cây rừng tự nhiên đây. Ôi rồi, bác cái hợp tác xã kìa. Hả? Hôm nào tôi đi lên làm hợp tác xã chú à? Vâng. Nói vào làm được cái gì đó mà. Tốt được cái đấy. Cái chồng không? Đây các bác này, ong cũng đang rất là đẹp. Anh Nghĩa đang học nói tiếng Anh. Ui học nói tiếng Anh mà có nói được đích được mà. Này anh mới kiếm mấy cái bát ngăn nhá. Bên ngoài á. Ờ cái bát ngăn kia. Bỏ sừng cưa lên cắt cho. Bảo chú rồi bát ngăn là một phần là hai cái đấy. Ôi, cái tổ này chắc là mất tướng rồi. Tổ khỏe bù lại tổ yếu rồi. Tổ này mất tướng rồi. Tổ này mất tướng rồi. Tổ này ghép luôn, mẹ vào tổ đây luôn. Cái cầu ngoài thôi, cầu trong thôi. Hả? Thế mình cầu trong thôi. Ghép luôn cả vào. Tổ này ghép vào đây. Xem đúng tổ bên kia này. Mất nhiều nguyên nhân thạch sùng người đấy. Chỗ này dính này chắc là không. Ôi trời. Ôi trời. Ôi trời dính cả cầu lên. Ôi trời dính cả ba cầu lên bác ạ. Ôi trời. Ôi trời ơi. Ôi trời. Mật tè. Mật. Lãng phí quá nhỉ. Lãng phí đúng là các anh này. Chơi toàn chơi bài máu. Đây cái này cũng có mật đấy. Mật không? Mật có. Còn chơi mật chứ. Có em đi đấy nhưng không em lại mất sao rồi. Ông việc chi con ấy. Có tách cầu ra cho đâu. Đây các bác. Đấy, ông để này. Ừ. Cán bộ đội ong mà đứng xa quá. Cầu này đẻ với giác liệt chưa nở. Thấy không? Ủa, mật rồi. Mật đúng rồi. Khả năng là quay được hơn trai đấy nha. Hai cầu nữa. Cầu nào cũng đẹp. Kinh khủng. Cầu trong cũng đẹp này. Tướng mới ấy. Ừ. Tướng này là tướng đợt đầu tao thay. Ừ. Đảo cầu ra giữa luôn. Đảo cầu.
Rồi chắc anh mới về quay lại để mang bán ngăn cho bác lần nữa. Mà thêm cầu Không, lao. chứ giờ ông nói ông, chứ giờ ông cứ ông làm đi, nói chứ rồi còn cứ lên lại nói thì mình à mình nói một đường như lão lên là cứ cái bài nói lại mình dần dần nữa. Em mới tức chứ. Được, ấy ạ. Anh Lâm. Anh Lâm, anh Lâm. Tối nào cũng đi ạ? Tối này chưa khác. Tối này chưa thay tiếp. Còn nguyên chứ anh kìa. Hả? Còn nguyên chứ. Úi dồi, nhưng mà mất mất hai con tướng rồi. Mất tướng à? Ừ, hai tướng mất tướng mà các cậu chả tách nó ra, nó đẹp như thế mà chả tách nó ra. Đã tách cầu ra không 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 lấy đây này, những cái cầu đây dặn là khoảng 7-8 ngày tách ra, có tách đâu. Đây. Rất là đẹp. Không tách cầu. Cái này tướng mất đừng chả lo về căn bán cầu đây quá đẹp, sau này tách ra thôi mà. Mất mất hai tướng à? Sau là bổ sung tướng không, sau. Không thì lấy cái tổ ở bên ngoài kia mang sang đây ghép. Tổ ở ngoài kia có tướng ấy. Tổ bên kia à. Nâng cái tổ bên kia kìa. Sang đây. Đây có chỗ rồi. Đây này, như cầu này nó có làm đâu, không làm thì lại không lao vô. Lọ bằng một quyền để quyền nữa đây. Tổ thiếu tướng thì làm tướng mà khắc phục cái gì? Tướng mà đi không làm đâu anh. Tướng mùa này làm sao được anh? Vấn đề ồ, để này bên này anh xem bên này. Ôi trời ơi. Ông mới lao cầu với tôi đi. Làm kinh. Cầu nữa. Đứa làm nhỉ?